Thiết kế của Razer Pacific X Hyperspeed vô cùng hiện đại với các điểm nhấn bắt mắt, phong chuột khác lạ, giúp cho những chủ nhân của con chuột này có thể thể hiện rõ cá tính của mình thông qua thiết kế mạnh mẽ đầy tính gaming của nó. Sử dụng công nghệ không dây độc quyền Hyperspeed được cam kết là nhanh hơn 25% so với bất kỳ công nghệ không dây nào hiện có. Bạn có thể thậm chí còn không nhận ra rằng bạn đang chơi trò chơi với một con chuột không dây do tốc độ truyền quá cao. Độ trễ khi nhấp chuột cũng rất thấp và sử dụng cảm biến quang học Razer 5G với độ trễ chính xác cao và DPI lên tận là 16.000 DPI. Cảm biến trong con chuột không dây này sẽ nâng cao độ chính xác và tốc độ bạn cần để luôn đứng đầu top bảng xếp hạng.